Đó, muốn có mái cho mày có mái. Thích mẹ nhộm luôn hả? Ông giỡn không? Ừ, nói chơi mày thích chơi nổi mà. Ừ, cái này là đúng nổi luôn á. Đỉnh cao nhất Sài Gòn. Khách hàng thân yêu. Alo. Áo nào? À, áo anh Minh, anh mới bào của anh Minh á. Ai biết áo bào mà vừa hay không cũng được, vừa hay không nó cũng là vừa. À, anh mặc vừa thì chắc anh mặc vừa mà. À, thì bữa hôm thấy ảnh mặc đó rồi thử khều nhẹ là anh cho thêm thì lấy thôi chứ biết làm sao, chứ anh đâu có cướp bóc gì đâu. Anh chỉ cần nhẹ thôi về đâu là không được không đâu. Hôm nay mình sẽ qua hớt tóc, chải quát cho một khách hàng đặc biệt với một bộ tóc hết sức là đặc biệt. Bộ tóc rất là bồng bềnh. Đố con lại. Đừng nói tính lực nha. Phải đâu. Trời giờ này chưa thấy nó gọi nữa ta. Còn ba mình 5 giờ là nghỉ rồi. Giờ chưa thấy nó gọi, giờ chưa tới. Khách mình chưa tới nữa, phải chờ chút xíu nha. Chuẩn bị khách con. Con núp đây không ạ? Anh lên con hùng à? Con núp ngay đây, con núp ngay kiến nè, đó. Lên một bộ tóc huyền thoại. Nhưng mà anh có đẹp trai không? Đẹp trai. Để con bịt mặt. Đẹp trai hơn con. Đó. Ủa, con cười vậy là sao? Em hùng. Quên dịch. Hello. Hết hồn đi mày. Lên. Chứ anh là không bị nha. Hết hồn thì đỡ không? Chỉ có má anh bị thôi chứ anh là không có bị. Khanh đâu? Mình hôm nay sẽ làm một cái đầu mới cho vô một bộ phim mới đúng không? Dạ đúng rồi. Phim tới là em đóng vai hơi đàng hoàng xíu. Cho nên tóc này không có hợp á. Em định ấy lập cái tóc với anh này nè. Được á. Cái gì? Chị má. Cái tóc như vậy được á. Dạng như anh được kết á. Tẩy bên qua. Được, được. Ao là làm được hết á. Ok, được quá. Muốn dạy đúng không? Hơi khó chút thôi nhưng mà không sao. Đồ nghề đâu?
Đây là khách hàng có bộ tóc còn dữ hơn của Tín Luật nữa nha. Rồi để tóc dài đâu ai biết không? Tẩy lên cái thôi. Rồi còn râu làm sao? Râu hả? Râu em giữ vòm. Mày và sắp vụ chí, let's go. Tạo phong cách thú vị, let's go. Mày thích các kiểu gì ngồi xuống đây nó mong muốn đủ ý. Nếu dân chơi đủ ký thì tắt tô vài nét gọi là chơi. Nếu văn phòng chính thức thì được cấp mày nên biết đây là nơi tạo ra phong cách mới. Nếu mày muốn tốt đẹp thì nên ngồi đợi. Hàng ngày tiệm này đón khách tới, anh Trí anh Vũ ngồi cười lời lại. Chọn xong kiểu là chơi, mày chơi tới đâu chiều mày tới đó. Cắt xong vô gọi đầu đẹp trai hai mái tự động nhiều gái tới ngó. Khó chi vài đường kéo lắc lẻo, bước vô đây là mày chọn chắc kèo. Không bước vào thì đời mày chắc héo, vì mày xấu như chó nếu mày dính mắt mèo. Bước vô đây đi nào em trai, gái gặp mày nó phải say hi. Vì mày chọn đúng chỗ rồi đó, xong đẹp trả tiền lần sau quay lại. Nhiều chi nhánh lựa chọn, lựa chọn. Mày bật sân từ chi phương pháp, đỉnh cao đất Sài Gòn. Mày bật sân từ chi phương pháp, nhiều chi nhánh lựa chọn, lựa chọn. Mày bật sân từ chi, đỉnh cao nhất Sài Gòn. Đó, muốn có máy cho mày có máy. Tức mẹ nhộm luôn hả? Được không? Giỡn không? Ừ, nó chơi, mày thích chơi nổi mà. Ủa, cái này là đúng nổi luôn á. Có sớ đàng hoàng nha. Mày giống miếng xoài nha. Miếng xoài á. Dũng khoai lang Đà Lạt á. Mày bật sắp vũ trụ vũ trụ, nhiều chi nhánh lựa chọn lựa chọn. Mày bật sắp vũ trụ, đỉnh cao nhất Sài Gòn. Nói chung là hôm nay là cái này là một trong những content của hai anh em. Đây cho kênh của anh Chí. Đây là một trong những cái content, cái clip đầu, cho nên hai anh em làm tự gọi là tung ứng với nhau, cho nên không có kịch bản cụ thể, nên mong là quý vị xem thì mấy vị quý vị sẽ ủng hộ, và những cái clip sau thì content ok sẽ kỹ hơn, và để ủng hộ cho anh Chí cũng như là ủng hộ cho Vũ Chí Barber Shop. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nha. Bay 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 bay